riêng đây bán về Trần Thống là có khá nhiều đô thị nha cả nhà. Không, chào mấy anh luôn. Không sợ hả? Không, có khu bán gì đâu mà sợ mấy anh. Đô thị nhìn Trần Thống nó kìa quý vị ơi, quá trời quá đất luôn. Đô thị ký có rồi. Đúng à? Cô đó là bữa hôm hôm qua mới mua đồ cho cô bên đây nè. Trầm số. Hôm nay lang thang Kiên Giang chở bánh mèo nè, giải lang thang Kiên Giang. Giờ bé trầm số hả? Trầm số, giờ bé mà trầm số. Đâu phải. Con bé đó nè, Thủy nè. Đó là vợ bé của anh á. Mấy chục ngàn hả? Cô ơi bán nhanh lên cô ơi, trời mưa rồi. Nó bao buôn bán mà không lo chuẩn bị trước, giờ đang đi bán nên nó mua vậy đó. Trọng, Trọng nói nè. Anh bình định. Ủa quải thiều chứ khác quải hôm qua là như thế nào, tao thấy cũng là quải mà. Biết rồi. Để coi thấy nó hơi hiu vậy. Mà sao mà buôn bán mà không lo chuẩn bị, giờ đi bán mà mới mua bọc là sao Trọng? Lo là nó mà thôi, gì mà thôi, nó mà làm ăn vậy đó. Nó làm ăn mà không bao giờ nó tính toán, tưởng nãy giờ đi mua bọc rồi chứ. Bó tay chấm cơm luôn. Cô nhớ bữa nó mua sữa ở đây không? Dạ. Ủa? Ít gì ta? Bữa mà nhờ nợ cô 2.000 đó Trọng à. Cái 50 đi cô, cân 50 đi. Cân đủ 50. Đưa con 150, cân đủ 50. Thôi bịch bự hơn được không? Thôi vừa được. Coi như 32. Cho trên 2.000 đi, thấy là 170. Không có 2.000. Cầm 68, cầm đi nói cho. Mua bọc mấy ký vậy Trọng? 5. 5 ký hả? Bữa nay mới làm xe hả? Độ xe mới hả? Nhiêu tiền vậy? Mấy trăm mà. À giá như Trọng. Dạ. 500. 500 hả? Dạ. Ồ, không, xe cù mía đây 5 triệu rồi ha Trọng. Sao vậy em chứ? Xe cù mía đó chạy em không? Xuống. Người ta độ ra là 500 ngàn hả? Ừ. Vậy cũng được cái ta. Người ta làm kìa. Ủa người ta độ ra mà sợ rớt hay sao còn cột nữa cha? Chắc cứu. Trời ơi. Vậy thôi độ làm cái gì? Trời ơi. Thấy nó hơi lỏng nè, mình cho nó nịch lên cho nó cứng. Hôm nay bán có nhiêu đây thôi hả? Dạ. Ok. Rồi lên đường. Ok. Xin chào tất cả quý vị. Dễ thức. Nó cứ anh lưu lưu cho em. Ngọt quý vị ơi. Chưa bán lo ăn rồi. Lựa trái xấu á. Chẳng mấy đồ phải không bán cái tu ngoài chôm chôm bữa nay ngon hôm qua nè. Hai bốn sáu tám. Trọng ơi đâu vậy? Gì? Chôm chôm này à? Chôm chôm nhãn chứ chôm chôm thái gì? Thái khác không? Chôm chôm đó chôm chôm nhãn. Thái là cái xù lắm nhiều quá. Uống nè. Đây là một đống chôm chôm nè quý vị. Chôm chôm nhãn nha. Chôm chôm bán nhiêu ký vậy Trọng? 25. Còn vải? 50.
Phải 50 hả? À, phải 50 nha quý chị. Mà bán cho khu Bình Dông mà bán giá thương gia vậy? Em qua tổng bán 30 là tổng lỗ rồi đó. Phải là 50 nha một chút. Còn chôm chôm bao nhiêu? Chôm chôm như em? 25. Chôm chôm 25. Chôm chôm 25 ngàn một ký vải 50. Còn chôm chôm này nè. Kia mấy chôm chôm Thái à. Nhãn. Ông Bình Định này thiệt chứ. Ông ăn không dục nên là. Ông Bình Định. Xấu hổ quá. Người ta chưa bán được mà đã ăn rồi. Chẳng qua bây giờ có đổ giải không? Hồi sáng em đi với ai vậy cho trạm xuống đi với bí nào vậy? Dạ. Mà sao đi sáng sớm vậy? Ai? Đi sáng đi với em yêu nào vậy? Em cũng quên rồi. Vậy hả? Dạ. Sáng có em Út tới dẫn đi sướng vậy ta? Dạ. Để đồ vải. Ôi cái loại chôm chôm này khác nữa bạn. Chôm chôm này chôm chôm của chôm Bình Định. Chôm chôm đó chôm chôm Thái. Coi nè vải nè quý vị, vải thiều nó cũng giống vải kia mà ta. Mình có nên ăn không ta? Mà nó xù quá nha. Nó xù cái trái hôm qua trái kia bóng. Trọng ơi, bán tới 50.000 ký thì sao người ta dám mua từ thiện Trọng? Hơi cao quá. Rồi, đi đã trước đây. Hôm nay đổ giải rồi hả? Hai để thùng luôn hả? Đấy, bài cái nó đẹp chạy đang qua. Đang chạy đi. Hôm nay anh Tiến có mạo hết không ta? Hả? Rồi. Hôm qua là có một bà chị có hứa mua là 200k, là 220 ký là để cho chùa rồi, tại mình đã nói chuyện với một nhà sư rồi. Dạ. Và cho mấy em trong đó nên mình phải mua, chứ không phải là giải cứu đồng đâu, nếu mà đồng bán hết không mua là mình ở đó anh chó đó nãy giờ sủa quá trời sủa luôn nè. Chó cứ sủa đòn người cứ đi. Anh Trọng đi đâu vậy anh Trọng? Chạy về già bán. Nãy giờ thoát Sài Gòn thôi không bán buôn gì hết trơn. Từ. Sài Gòn vậy đó. Đây là vị khách đầu tiên mở hàng cho Trọng xuống quý vị ơi. Cô mua 10kg luôn đi cô. Trọng vừa dọn hàng là cô ăn thử vải đi cô, vải thiều ngon lắm cô. Dạ cô. Mở hàng rồi sao không bán mua kỳ vậy? Cái là Trọng xuống đang bán nó vậy đó ông bài. Đây đừng xa xích ra đây để nó tán nó lật ngang đó. Bữa ổng nó lật đó. Hồi nãy nó tính lật đó. Thử nó chạy gần. Làm súng đang băng băng trên đường để đi bán nè quý vị. Nó bán không được ăn hoài vậy cha. 18.000 lạng. Quải kia nè. Nhìn quải hấp dẫn không quý vị? 18.000 lạng. Giữ giùm ơi. Rồi hốt vô. Lại cho bán kìa. Rồi em ăn nữa nè. 18.000 lạng. Đó rảnh là ngồi ăn vậy đó. Trái hư thì lấy ăn. Hư đâu hư, ăn mà mày xả đó. Xả cho mà ta chửi nè. Anh lấy kia nè. Anh mới đi khảo sát nhau rồi. Thầy đứng góc người ta bán nè. Ở đây không ai mua đâu. Chạy ngoài công an không à. Ở đây mấy anh kia ba đi hoài sao bán được. Buôn bán mà đi hoài sao bán. Rồi hôm nay vải rất là tươi luôn quý vị, một màu đỏ luôn nè. Bán được em cùi á, bán được. Để xe xác cho Trọng bán vậy giữa đường. Mua chị ơi mua vải nhãn gì ơi?
45.000 ký. Cá thác lát 18.000 lạng. Giải thiệu. Bảy 50.000 là bị đi liền vậy đó. À. Bán mình bán cho công nhân mình phải biết những cái mặt hàng nào mà rẻ ngon. Phải đâu quay á, quay tao dòm rồi. Để mà đừng có bình luận mà nghĩ sao phải 50.000 bán công nhân nó mua không? Ăn kìa. Dạ, 45. Trả theo. Trầm ơi, kêu gọi mời đi. Mua giải đứng thôi. Đứng sát vô đi mấy bạn ơi. Giải thiệu đi cô ơi. 45.000 ký. À, hành trình kiếm ra đồng tiền rất là gian nan quý vị ơi. Là nhìn đây nè. Hôm nay không ai bảo nữa đâu nha. Mua giải cô ơi. Chị ơi, mua nhã mua bãi gì ơi. Sao đi hết trơn vậy, bỏ Trầm Súng một mình bơ bơ vậy. Dạ, có ai không? Trầm Súng là một thằng lười biếng. Bà con cô bác ơi, mua ủng hộ Trầm Súng bà con cô bác ơi. Cái chỗ đó, người ta dòm qua, người ta mua đồ mà anh đậu hết nguyên ngàn xe rồi sao chặn hết luôn rồi. Đậu đó hết bán được luôn. Ở đây cá thác lát quậy quá. Trọng ơi, Trọng ơi, lại đi tiếp nữa quý vị ơi. Tới nữa có một mạnh thường quân mua đó. Chị đang trên đường ghé mua cho mày một ký. Ra ngoài đó. Chị con mắt của bà kia ghê quá vậy. Có chị gái mưa ủng hộ cho Trầm Súng nè quý vị ơi. Chị gái mưa. Còn tôi là anh trai mưa. Chị ơi, mua vải chôm chôm đi chị. Sao ai cũng lướt qua hết rồi này, lướt qua cuộc tình. Lướt qua cuộc đời chồng. Rồi khi đúng không cô ơi? Chị ơi sao cô ơi? Chị lo lát kêu chị. Lát nhìn nhìn gặp cái nó bó rối. Bó rối hả? Bó rối. Tại vì đẹp quá hả? Rồi. Sao ta? Ta. Cái túi được gì đâu trọng mang vô. Cho nó không dục vậy. Không cho nó không biết trân quý thôi. Nó mà có khi nào trân quý đâu. Bà cắt ra là bà may lại đó. Quần jean hả? Ủa sao? Quần jean cũ. Bà cắt ra bà may lại đó. Cả một tình thương đó mà nó có xài đâu, nó xài gì một hai bữa nó không xài. Đâu có. Trời ơi trời, công an nhắc cho. Họ mang cho mình món quà. Lẹ. Đó là món quà. Anh nghe đâu. Có công an là lo giọt liền nha. Trời. Ta gầu tôi công an nhắc cho anh không lo. Đó là món quà người ta để lâu ngày rồi. Người ta cho mình. Còn biết chưa nghe họ đã cho mình món quà. Một tay họ may. Rất là quý. Biết rồi mà công an không à, không mình không có kịp nữa. Ông ơi bỏ nhà vậy. Trầm Súng nãy giờ mở hàng được một ký rồi quý vị. Đứng xích vô đây bán nè, mà đứng giữa đường vậy. Đứng ra được rồi, đi đâu nữa. Để chìa khóa trên xe đây, lỡ công an đô thị tới là giọt liền. Nha. Mời chào kìa. Mời chào đi, chào chú ơi. Hàng Mỹ, hàng Mỹ bán giá sĩ, cô chú anh chị ơi. Mua chôm chôm cô ơi. Kiểu đây mày bán tiêu vải rồi Trọng ơi. Cô mấy cô sợ lên hình đó. Hiểu không? Chị ơi, mua bãi chị ơi. Mua bãi chị ơi. Đang Trọng nó đang đề máy thử để giọt đô thị. 25.000 ký cô. Mua bán trên ăn nỉ không? Chiều cô lên vô tiếng. Đây là tiếng ra 4.1 đó chứ không phải 4.0 nữa. Đây là chương trình thôi mà thắt chậm xuống 24.000. Mẹ sẽ coi thôi cháu.
nó bán trái cây mà nó mua cái bịch 5 ký nó đựng vậy đó. Nó hào phóng lắm, nó nó hoài. Ủa có bịch 1 ký mà ta? Mà nó có đâu. Ủa trong thì bước có bịch 3 cũng đâu có rẻ đâu. Thôi đừng nói nó nữa. Bữa chạy nó ra đồng. Nói nó mệt luôn á quý vị. Bán rồi canh canh nha. Tao bắt tụi với mắt các bác em đâu. Thấy đèn chớp chớp là chạy nha. À YouTube. Bình Định dấu yêu cô ơi. Đây TT Food. Lang thang xì phố. Rồi nhịp sống nêu. Rồi kênh mấy anh này là kênh Chuyện Thiên Hạ. Rồi. Trời nó cầm tiền dễ rớt không? Cho cái bao đựng tiền mà không có lấy được. Rồi cảm ơn chị gái nha, giúp là Bình Định giúp yêu con cho chị nha. Một chút vô cái chỗ vắng vắng đi, chỗ này công an không mà lấy cái cặp kia nó. Ủa cái cặp có liên quan gì bỏ cho người mày mà công an với công an vậy? Em chạy lẹ lắm. Lẹ gì? Mà mang chép trong người mà nói chuyện kỳ cục à. Kìa vô giùm kỹ chứ giờ rút tiền trong túi đôi khi nó còn rớt ra đó. Bán đây tôi này dễ hơn. Rất là dễ luôn á, tao đi về tới đó đó. Mua trái cây anh ơi, mua trái cây ủng hộ anh ơi. Trọng ơi, bán hàng phải rao lên chứ. Gì mà im không mà trời. Nó bán hàng kiểu đây 37-21, chán đời quá. Tao buôn bán nhầm có nhầm người ta. Bây giờ tao hỏi mà bán hàng mà làm diễn viên. Mà bán phải ra mời chào khách chứ đứng vậy. Diễn viên cũng phải nói chứ, diễn viên cơm mà ai coi. Bán tự nhiên cho em mình thôi. Em dùng cái cho cái bãi chị ơi. Buôn bán mình đâu có cắm kéo đâu được. Mua nhẹ, mua chôm chôm coi. Thường là người ta mua vải đầu tiên đó mà vải hình như nó hơi cao á. Nên là mua ít. Cái gì? Cái gì? Nam Nam lại lấy bánh Nam. Đâu? Đâm súng lại bị đô thị giấy tiếp. Cuộc sống mưu sinh đâu hề đơn giản. Hồi nãy giờ bán được bắp của. Trời ơi ngon quá, cho Bình Định cái ơi chồng. Quay cho nó quá trời mà xin một cái vải nó không cho quý vị chứng giùm em nha. Đàm ơi sao im lặng quá vậy? Kìa